Chào các bác, em lại tiếp tục lên sóng máy rửa bát nhé. Bên em thì chuyên máy rửa bát, cho nên là các bác nào theo dõi kênh của em thì ngày nào đăng rất là nhiều máy rửa bát. Cái máy rửa bát thì bây giờ nó đang khá là phổ cập của Việt Nam mình rồi, cho nên là các bác mua rất là nhiều. Bên em thì phục vụ cái món nó cũng khá là hay. Món này thì khi mua về nhà thì cả nhà đều vui các bác ạ, dùng rất là hữu ích, hiệu quả. Ngày nào cũng ăn cơm 2 đến 3 bữa thì mình rửa máy rửa bát này, nó rất là tiết kiệm, sạch sẽ, rửa xong lại sấy khô diệt khuẩn. Cái máy rửa bát Nhật này nó có ưu điểm là không cần hóa chất tẩy rửa, các bác vẫn rửa bình thường để đỡ độc hại, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng sức khỏe mà lại tiết kiệm. Một con TR8 đẹp các bác nhá, giá 5 triệu này, em bảo hành 2 năm như là các bác mua máy mới siêu thị luôn. Để trong vòng 2 năm thì có bất kể vấn đề gì các bác alo cho em, đều có thể hướng dẫn các bác xử lý được từ xa hết nhé, không cần phải mất công gửi máy lại đâu, vì nó rất là đơn giản thôi. Đây, cần cái linh kiện gì thì em sẽ gửi đến, thì là các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo hành nhé, không phải lo được. Bên em thì 100% đến 99% bán xa các tỉnh, thì là rất là nhiều kinh nghiệm về máy rửa bát rồi. Một con TR8 màu mận này các bác này, mặt mũi đẹp này. Đấy, màu mận nhé, mã số 5, giá 5 triệu. Bên em thì tất cả các sản phẩm bán đều báo giá hết các bác, để mình xem, mình so sánh với các đơn vị khác, bên nào cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ. Hai số điện thoại này bên em đều có Zalo nhé. Hai kênh YouTube, có xem kênh thì cho em xin một cái đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Đây các bạn, lưng tôn này rất là phẳng luôn này. Hàng này lưng phẳng đẹp, đời 2015, phẳng tít đẹp luôn. Hai bên lưng tôn đều phẳng đẹp. Những cái con mà nó phẳng đẹp này thì rất là hiếm, không có nhiều đâu các bạn. TR8 series máy là 0658 đời 2015. Các bác mua chốt con nào thì em gửi đúng con đấy nhé, chứ không gửi con khác. Tránh cái trường hợp là mình nhận máy nó không đúng như là mình đã xem. TR8 hẹn giờ Econavi này, hẹn giờ này các bác này. Thời gian sấy 30 phút này. Các bác muốn giữ khô bát đũa trong ngày nồm của miền Bắc ấy, thì các bác bấm cái nút này lên thì máy hoạt động suốt luôn. Thỉnh thoảng nó lại làm nóng để giữ khô bát đũa. Đấy, rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ này. Chuyển đổi các chế độ rửa, đèn báo quy trình rửa, tắt nguồn, bật nguồn. Con này nội thất rất là sạch này các bạn này. Nội thất sạch đẹp luôn. Lòng chỉnh ok nhé, cái giá nó rất là sáng. Chiều cao máy các bạn lưu ý nhá. Nếu mà để trên bệ bếp thì mình lưu ý cái chiều cao. Chiều cao là 65 phân. Đấy, các bạn quay xa các bạn nhìn này. Nó đội cánh lên mất gần 10 phân đấy. Để mình lưu ý chỗ lắp đặt. Chiều cao lên. Còn chiều dày nhất này của nó là 35 phân này. Chiều ngang này là 55 phân, máy nào cũng chiều ngang như vậy. Máy này gọi là máy 6 bộ bát đũa tiêu chuẩn. 6 bộ các bác nhá. Xếp 12 cái bát con thì nhiều bác quảng cáo bán là 12 bộ thì đấy là một cái điều không chính xác. Mình bán thì mình nói nó đúng chuẩn để các bác dùng nhá. Đây. Đây là máy 6 bộ, dùng cho gia đình 6 hoặc tối đa là 8 người ăn thì các bác xếp được. Thế còn máy bảo 12 bộ dùng 2 mâm thì không phải đâu. Xếp 6 cái cốc này, 12 cái bát thì tức là mỗi người ăn phải dùng 2 cái bát đúng không ạ? Có bát mắm, bát muối rồi bát dư này, bát dư nọ. Chứ 12 người thì các bác xếp làm sao được. 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô, bát nhựa hoặc là xong nhỏ. Tay phun. Đó này. Đấy. Khay để bột rửa, khay rác. Còn như em dùng là em ném thẳng vào trong này luôn các bác. Đấy, ném thẳng vào trong khoang luôn cho nhanh tan. Một cái máy Nhật này thì mỗi lần rửa các bác rửa là rất là tiết kiệm điện, hết 10 đúng 11 lít nước nhé, ở chế độ tiêu chuẩn đấy, và có nửa số điện thôi. Chứ là nếu mà nói về mùa đông các bác dùng nó còn tiết kiệm hơn là mình rửa tay bật bình nóng lạnh mà. Còn mùa hè thì rất tiết kiệm vì là cái nước của mình nó nóng sẵn rồi đấy, chứ là không phải lo về điện nước. Chưa thấy bác nào phản ánh là mua máy rửa bát về dùng tốn điện cả. Đấy, nhà em dùng bao năm nay thì dùng gần 10 năm nay rồi, tiền điện vẫn như vậy thôi, nước thì thậm chí còn ít hơn rửa tay. Nhật mà, Nhật nội địa đất nước họ tiết kiệm về cái nguồn tài nguyên lắm. Con này xuất sắc nha các bác nhé, bác nào chốt alo em giá 5 triệu, bảo hành 2 năm, phí vận chuyển đi toàn quốc là 500.000 ạ, là 150.000 xin lỗi các bác, biến áp mua riêng là 500. Hình thức mua bán thì bên em có đặt cọc trước tối thiểu 500.000 các bác nhé. Nhận hàng, giao hàng đúng, kiểm tra đúng hàng, các bác thanh toán nốt cho bưu điện. Hiện tại thì bên em rất là nhiều. Lúc nào cũng có khoảng
tối thiểu 20-30 con máy trong nhà, cả dọn rồi, cả chưa dọn chất đống như kia. Lọc khí hút ẩm nhiều, các bạn ủng hộ em nhé. Đủ các model máy rửa bát luôn. Cho nên mình kinh nghiệm máy rửa bát thì nó quá lâu rồi, không phải lo gì về. Tất cả các máy rửa bát Nhật này, bên em đều có hướng dẫn các bác và linh kiện sửa chữa được. Rồi, chào các bạn.